cái gì? Mẹ cuộc đời! Điên có mẹ cuộc đời! Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh Tốc Mà Thư. Và hôm nay mình sẽ cùng anh em làm một cái series gọi là chơi Vera lên 6 cái sách thánh nha. Một cái build đồ mà có thể nói là gây sát thương phép khá là cao, nhưng mà nói chung là khuyên anh em là không nên chơi kiểu này. Bởi vì chơi kiểu này là đại loại là sẽ bị chửi rất là nhiều. Và mình hoàn toàn không hề muốn anh em chơi kiểu này đâu. Chỉ là đây theo yêu cầu một số bạn thì mình sẽ làm cái clip này để mà thử xem sức mạnh của Vera khi lên 6 cái sách thánh như thế nào nha. Và như anh em đang thấy thì mới cấp 5 nhưng mà sát thương cũng khá là cao, dồn bạn gấu một tí mà gần chết. Cái gì? Van heo một mình thủ trụ này. Ui, còn cái con Omega là mới thay đổi lại mạnh và dã man mấy ông. Nhưng mà cũng trâu kinh khủng đấy, nhưng mà phát này làm sao mà có thể cứu được. Trời ơi. Nhưng mà lại dai tí nữa là chết nha. Có lẽ mình nên biến về hồi máu chút thôi. Trang bị đồ trận thì mình vẫn sẽ lên cái giày đầu tiên, bởi vì là phải lấy một chút tốc độ chạy chứ mấy ông. Nếu mà sau đủ vàng rồi thì tôi sẽ bán cái giày đi sau, chứ bây giờ thì chưa có đủ vàng mà tốc độ chạy không có thì team bạn hấp diệp tôi mất, đã không có cơ động rồi không. Ok, thì không biết là con này nó có cái nội tại mới thay đổi sao mà kiểu như là mấy ông rời khỏi giao tranh nó kiểu như có cái bùa lợi của cái nội tại hay sao mà tăng tốc độ chạy như kiểu gió ấy. Nhưng ông để ý sẽ thấy là có một cái vệt vàng dưới chân khi mà đang chạy nha. Mặc dù tôi không hề lên cái giày tốc độ chạy mà tôi đang lên cái giày xuyên giáp phép nha. Và cái combo cái con này thì khá là đơn giản thôi, anh em cứ bắn tim trước, sau đó thả con rơi ra và sử dụng chiêu cuối. Nếu mà có thể kết liễu đối phương thì sẽ hồi ngay lại chiêu thứ nhất nhá. Ôi Omega, ui trời ơi, bắn làm gì AD ơi, kinh khủng quá. Có con mèo Omega đấy, nhưng mà cũng mạnh thì cũng mạnh đấy, nhưng mà sát thương vẫn chưa đủ. Hiện tại thì đang phút thứ 5 rồi nhưng mà vẫn chưa có thể đẩy được cái trụ nào vì team bạn thủ khá là tốt, tuy rằng đã chết 12 mạng. Con khỉ đâu mất rồi mấy ông. Ui, chơi luôn trụ mít thôi, Bayonet nhở. Đâu rồi, vào đi bạn ơi. Cái gì kìa, cái gió vô hồn kìa. Ôi, ông này trầm tư suy ngẫm về cuộc đời, đặt quả tên hay thế nhỉ. Gió vô hồn có nghĩa là một cái cơn gió nhưng mà không có hồn hiếc gì hết đó. Ok này, mình sẽ xuống dưới đây gánh giúp. Ui, phát đấy may mà team bạn không gõ chứ sao quái nhỉ. Phát đấy có ngộ không, đủ dồn combo chết mình, còn thể cả thêm điêu thuyền không chế nữa, sao không giết mình nhỉ. Thật sự mình đéo thế nào hiểu được luôn. Ui, thôi, chấp nhận mất cái chủ mít thôi mày không. Phạt đấy nào dài chỉ khác nào là bông hoa nhài cho bọn nó vặt, chứ làm sao mà tôi có thể chống đỡ được ba cái thằng cao to đen hôi như thế. Thật là kinh khủng. Về thôi theo Anat ơi, nếu mà cứ lên như này thì sẽ chết lúc nào không biết được đâu. Mập mờ thấy team bạn đang dồn A lên dưới này, mấy ông quay xuống thôi. Đâu hết rồi. Đây còn khỉ chết chắc rồi. Làm sao có thể sống được một combo với mình. Một combo của con Vera cực kỳ là thốn luôn. Nếu mà dồn đơn mục tiêu thì phải nói là phê thôi. Trời ơi, thôi Omega ơi, bạn cũng khỏe lắm nhưng mà mình rất tiếc bạn chạy làm sao được. Ui. Khá là buồn nhưng mà cầu mong mà Theo Anna có thể hạ gục được, nhưng mà Theo vẫn không hạ gục được và đang bị phải cách ly về xã hội ở bên trụ bên kia. Trong khi đó thì cái trụ mid thì nó đang bị lính tỉa và mình quay trở lại và dọn lính. Hiện tại thì mới nên được có mỗi một cái quyển sách thánh thôi, vì mấy ông biết mà sách thánh nó mua đắt lắm, đắt là một trong những cái món đồ đắt nhất ở trong cái shop rồi. 2k9 vàng không phải ít gì đâu. 2k9 nhân 6 tôi tính xem nào, 2k9 nhân 6 chắc là cũng phải gần 15-16k vàng, tính đại loại tầm thế. Ngày trước còn dỗ toán lắm. Ok, nhìn xung quanh đây thì đang thấy van heo mập mờ quanh đây, nhưng mà mình phải dọn mấy con lính này hẳn. Van heo vẫn đang núp ở chỗ nào đấy mà mình đeo biết. Và Alen đang khô máu với van heo, vai ô đang tiếp tục bắn và anh Alen may mắn là hạ gục được. Trong khi đấy thì mình chỉ vì tham mấy con lính mà tí nữa đã bị đồng đội chửi vì không ra giúp. Cái okay, gấu ui cũng nguy hiểm đấy bạn ơi, nhưng mà vẫn là chưa đủ, thêm gõ rất là nguy hiểm luôn.
anh em có thể thấy là gấu với cả thêm rất là nguy hiểm. Cái gì ngộ không bắn tim chúng rồi. Thôi bạn nên bảng rồi còn gì nữa, cũng mạnh đấy. Ok nha, sức mạnh của đồng đội và sức mạnh của cái con Vera này thì chắc là mấy ông cũng khỏi phải nói rồi đấy gì. Nếu mà nên về build đồ chuẩn thì mình nghĩ là chắc là mấy ông này ăn phát tim là đi luôn. Nhưng mà đây là do mình lên cái sách thánh đầu trận và lên 6 cái sách thánh liên tiếp nên nó mới như vậy thôi. Tại sao không nên lên sách thánh nhiều? Bởi vì là lên sách thánh nhiều nó không gây được nhiều sát thương như mà anh em lên đồ bình thường đâu. Rồi lên đồ bình thường nó sẽ cộng được các lợi tại của các trang bị khác nhau nữa. Pha này ui kinh khủng quá. Từ ui mẹ, đéo hiểu cái gì, con ngộ không ở đâu ra ấy. Oh shit. Nhưng mà mấy ông lên đồ bình thường thì nó sẽ cộng các cái lợi tại của các trang bị, cộng dồn sát thương phép 50% các kiểu vào. Nhưng là khi lên cái vương miện ấy nó sẽ tăng rất là nhiều phần trăm phép luôn, với cả lên các cái đồ xuyên giáp phép. Nếu mà đối phương lên các cái trang bị thủ phép thì nó sẽ đánh xuyên qua nên là gây sát thương rất là cao. Chứ nếu mà chỉ lên một nguyên một cái đồ sách thánh như mình đang lên đây là thì nó sẽ yếu đi rất là nhiều, bởi vì không có xuyên giáp phép và nó sẽ không cộng sát thương phép theo phần trăm các thứ nữa. Nên là đại loại là nên cái cách như này chỉ để cho vui thôi mấy ông. Tôi không khuyến khích mấy ông chơi kiểu này đâu. Ok, gấu đang ở trong bụi, chắc chắn đang ở trong bụi, nó đang ở dưới này. Tôi sẽ lao thẳng vào bụi và bắn tim nó nhá. Dồn hết các bộ. Ui, chết rồi, đéo chết. Ui toàn phải cả đáy. Ô, sao nó không đánh mình nhỉ? Oh my god. Bye bye bye. Rất là cảm ơn bạn gấu vì bạn đã không giết mình, chứ không phát đấy thì mình cũng không thể sống được rồi. Tuy rằng ui, kém con gấu 3 cấp cả. Tôi cứ nghĩ là chỉ bằng vàng nhau thôi, thì phát đấy tôi vào tôi dùng combo không chết thì đồng đội tôi cũng đến, nhưng mà tôi không nghĩ nó xanh đến mức đấy đâu. Sau tốt nhất là không nên khinh địch như thế. Ui thôi, xác định là xuân này có không về rồi, phát làm sao được với con khỉ này. Oh shit, gõ sát thương là 9k đam và trong túi khi đấy là combo tôi hết rồi. Chỉ nếu mà tôi còn combo ít ra cũng có thể chống trả lại được một chút, hoặc cũng có thể làm choáng nó rồi bỏ chạy. Chốt con khỉ này trục mạng mới được. Đéo thế nào chấp nhận được mấy ông. Nó chơi trò cắn trộm này rất là nguy hiểm luôn. Và nếu mà anh em nào đang xem clip của mình thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Vì đấy là một trong những cái nguyên động lực giúp mình làm nên những clip hay hơn. Ok, và chúng ta lại tiếp tục quay trở lại trận đấu này. Vàng mình mới được 16k thôi. Từ xuống đây chơi con điêu thuyền này. Điêu thuyền chạy rất là nhanh nhá. Mình phải sử dụng cái chiêu rơi trước, bởi vì là sẽ xóa cái gọi là nội tại của nó, là sẽ kiểu như cái con điêu thuyền nó rời khỏi giao tranh một thời gian thì nó sẽ tạo ra một cái lớp giáp ảo mà nó miễn nhiễm với mọi khống chế. Ui con gấu. Gấu đang rình ở trong bụi, tôi nhìn thấy chắc chắn trong đấy luôn. Nó sẽ miễn nhiễm với một hiệu ứng khống chế bất kỳ, nên là mấy ông đừng có bắn tim con điêu thuyền vội mà sử dụng con rơi trước nha. Sử dụng con rơi để mà phá cái đấy trước, sau đó thì bắn tim rồi mới sử dụng chiêu cuối nha. Nói chung là cái con Vera này cách chơi nó cực kỳ là đơn giản thôi, anh em ai cũng có thể chơi được. Chỉ còn mấy con như kiểu là Alan hay là Violet thì chơi nó khó hơn, hay là Floor nào đấy. Ok, chuyến hành trình của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Và phút thứ 11 và mình mới chỉ có ăn được 3 trụ của đối phương. Có lẽ tầm này sẽ là quyết định đi ăn tà thần là một quyết định vô cùng đúng đắn. Nhưng mà gấu trúc đang ở trong này, gấu trúc anh ta đã bỏ chạy được rồi. Anh ta chạy rất là nhanh và team mình không thể nào đuổi được. Team bạn đã quyết định chui vào mấy cái bụi xung quanh đây mà mình ấn chạy team liên tục để khống chế đối phương. Van hiện đang xả thương xương rất là kinh, nhưng mà anh ấy quên rằng ở đây là có 5 thành viên chứ không phải là có 1-2 người. Trên kia thì Omega đang đẩy trộm mà. À không phải, trên kia là Ngộ không đang đẩy trộm và mình sẽ phải biến về trong pha này. Chắc chắn rồi, nhưng mà sẽ mất cái trụ đường rồng này thôi. Nhưng mà phải giết được một mạng rồi đấy chứ. Hay quá, hất tung đẹp quá bạn ơi. Pha này thì Ngộ không cũng chạy lên trời. Ngộ không, đâu mất rồi. Oh shit, mấy ông nhìn nó chạy kìa. Cảm giác thật là bất lực. Alan đang liên tục chém vào điêu thuyền. Alan có hạ gục điêu thuyền hay không? Điêu thuyền rất mạnh mẽ. Ngộ không đã lao ra và cắn trộm mình.
Vâng, đéo hiểu kiểu gì ông đấy núp vào một cái bụi nào đấy và chờ đợi thời cơ. Và yeah, đã bóp được tôi. Tôi cũng đéo ngờ là nó dám mở đại, tôi cứ nghĩ là nó chạy rồi. Và nó dồn sát thương vào tôi 10k đam, và tất nhiên là một thân hình yếu đuối mỏng manh như thế này thì làm sao có thể chịu được. Hiện tại thì tôi mới lên được có mỗi hai cái sách thánh thôi, và sát thương thì nó không quá là cao, bởi vì là không lên đồ chuẩn mà mấy ông. Tuy là lên cái sách thánh thì nó sẽ cộng cho mấy ông được thêm chút máu, nhưng mà mấy cái chút máu với mấy con sát thủ đấy thì nó chỉ là một cái gì đấy khá là yếu ớt thôi. Ok nha, nhớ nha con khỉ nha. Và chúng ta tiếp tục chuyến hành trình đi săn khỉ. Hiện tại là đã có hai cái đường lính mega rồi, và chỉ cần thêm một cái đường lính nữa thôi là team mình chắc chắn là sẽ thua luôn. Omega, Omega làm gì? Omega làm gì? Omega thì cũng trâu đấy, nhưng mà chưa đủ. Rồi rồi, tiếp tục đi săn Van Hên kìa mấy ông. Van Hên đi nẻ kìa, đi săn luôn còn gì nữa. Trời ơi, chỉ đợi những cái lúc mà team bạn đi nẻ như này thì mình sẽ đi gank thôi. Ui, mấy con lính siêu cấp to quá, nhưng mà team mình đang quay vào bắt Van Hên và mình sẽ phải chạy ra giúp team thôi. Như đấy, ngộ không bắn team. Bắn team xong thì team cũng giết xong rồi. Và team bạn chết hết 3 thành viên rồi, đây là cơ hội mà chúng ta sẽ đẩy thẳng đường mid nhá. Lật kèo vào đây chứ đâu mấy ông. Tiến thẳng mid đi mấy ông, thẳng mid đi, thẳng mid đi. Tôi định vào rình dập con bùa xanh kìa mà. Hay quá, gấu trúc nào ra, gấu trúc lao ra ăn ngay một combo của mình và đã chết dễ anh đạch. Nhưng mà anh ta vẫn còn cái giáp hồi sinh, gõ rất là đau đến từ gấu, bắn tim một phát, thả thêm phát rơi nữa. Tạm biệt anh gấu nha, anh rất là mạnh mẽ nhưng mà chúng em rất tiếc. Nên thêm sách thành nữa mấy ông. Ui, con Omega đã hồi sinh rồi. Ui, và gần như là combo của mình khá là yếu ớt rồi, với Omega tốc biến qua tường để mà bỏ chạy bắn tim phát nữa gây choáng. Anh ấy vẫn không chịu buông tha cho mình, nhưng mà hai đồng đội vẫn đang cố đánh gay gắt, mình sẽ quay lại và hỗ trợ mọi người. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, bắn tim trúng phát nữa này. Ui man, what the fuck man, con khỉ này nó hiểu kiểu gì, nó kinh khủng quá mấy ông. Theo Ala lũ óc chó. Ok, rất là hay bạn, khẩu sắc quần ngông rất là hay nhá. Hiện tại thì bạn ấy đang là 10 10, chết 7 và hỗ trợ mười mấy mạng. Tất nhiên là xanh một chút thì cũng có quyền chửi mọi người chứ đúng không. Sát thương phép của mình hiện tại là 1k4 nha. Tốt, vẫn còn farm cái đéo gì kia ấy. Ông ấy tên là gì nhỉ? Tuấn nói. Vâng, bạn Tuấn nói với những cái câu ngôn từ rất là hay, và có thể nói là khi bạn ấy xanh bạn ấy làm cái đéo gì cũng đúng. Nếu mà phát đấy bạn ấy ghé lên chửi và bạn ấy không bắn thắng được cái thằng Van Hên thì đúng là nhục nhã của cuộc đời. Từ 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 từ, nên làm gì mấy ông. Omi trực chờ cơ hội gank được một thành viên của đối phương thì chúng ta mới lên một cái thiết trận đấu, và mình sẽ ăn cái con bùa xanh này để lấy mala nhé, chứ nếu không thì sẽ không có. Ui thôi 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 thôi, cái đéo gì thế này. Ui ui ôi ui ui, tôi thấy mình thật là yếu ớt trước cái con Omega này mấy ông. Vãi cả shit, ui combo của tôi chỉ có thể cấu được cái lớp giáp ảo của nó, mấy ông có thể thấy là nó cực kỳ kinh khủng. Con Omega nó là một cái thứ gì đấy, nó đéo phải là người nữa rồi. Oh shit, căn bản là giáp phép của nó kinh khủng quá và tôi không nên xin giáp phép. Đây gọi là một trong những cái lỗi tai hại nhất mà khi mấy ông lên quá nhiều sách thánh mà không chịu lên những trang bị khác xin giáp phép hồi chiều nữa nha. Một pha bị tanh giết chết khá là nhục nhã, nhưng mà con đấy thì nó cũng kinh khủng thật, tôi phải công nhận điều đấy. Bây giờ có choáng này, khống chế tạo tốc độ chạy này còn nhanh nữa chứ. Nhưng cái đéo gì đấy, anh ấy băng trụ nào vào phá cái trụ mega đường giữa và chạy ra như không có người, rất là mạnh mẽ. Và ba đường lính mega rồi, trận này chắc chắn là team mình cũng chắc là cũng không thể nào thắng được nữa rồi. Ok, thank you bạn gấu, rất là hay, nhờ bạn là mình ăn được thêm một đồng mạng. Thôi 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 thôi, nuôi nuôi Numbu ơi. Numbu nuôi đi, nuôi đi, nuôi đi, nuôi đi, nuôi nuôi, chiều cuối chưa hồi. Chiều cuối chưa hồi, hồi bây giờ mà lao lên chết phát là tôi mà chết phát thì chắc xác định là trận này cũng đi hết thôi. Bởi vì ba đường lính mega rồi mà mấy ông. Chỉ trực chờ cơ hội để mà cắn lại thôi. Tầm này phải nói là bất lực. Bất lực tuyệt vọng kinh khủng lắm rồi.
con khỉ đang núp ở trong kia nhưng mà nó hoàn toàn không biết là có cái mắt đang soi hay sao mà khỉ vẫn còn núp được đấy nhỉ. Tôi phải bái phục. Ui. Alan, đâu rồi? Khỉ đâu rồi? Man, what the fuck? Nếu con khỉ sao nó có thể chạy trốn tài tình được thế nhỉ mấy ông? Từ hiện tại là mình sẽ lên thêm một cái sách thánh nữa cho 4 cái sách thánh. Mà trận này chắc là cũng không được 6 cái sách thánh như mong đợi rồi mấy ông cũng có thể thấy đấy. Trận đấu hiện tại là phút thứ 18 mà tôi mới chỉ có lên được 3 cái sách thánh thôi. Chắc là trận này chỉ lên được 4 hoặc căng lắm thì 5 cái sách thôi chứ không lên được nhiều hơn. Cái ui ui, cơ hội lật kèo, team bạn ra danh rất lỏng lẻo. Một combo hạ sát được tanh của team bạn, ok luôn. Ngộ Không đang lao vào như một vị thần nhưng mà anh đấy chết như một thằng đần. Cấu Trúc cũng lao vào ăn ngay team và chết dễ đành đạch nhưng mà anh ta vẫn còn cái dám hồi sinh và team mình gõ chết luôn. Trời ơi, hay quá ạ. Siêu Việt dành cho mình nha, và tầm này thì cứ thẳng mít mà chơi thôi. Chắc chắn đây chính là cái cơ hội lật kèo duy nhất rồi mấy ông. 4 cái sách thánh và tôi đang lên cái sách thánh thứ 5. Van Hên vẫn đang mải mê bắn lính ở đường kính công nhưng mà chắc anh ta cũng đã biến về rồi. Tầm này mà không biến về thì chắc chắn là bên team bạn thua thôi. Phải dồn hết combo vào mấy con lính siêu cấp này. Mình có thể thấy mấy con lính siêu cấp này nó phải là một cái thứ gì đấy rất là to và rất là kinh khủng luôn. Mà trận đấu này thì xác định là đã có cái kết rồi bạn ơi. Sống làm sao được, sống phát là chết luôn đấy. Ok, và có lẽ clip của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu anh em thấy clip của mình hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Hình như tôi chiều các em quá nên các em quên sắp kênh của tôi rồi.